Trời ơi, quải như gì vậy? Quải như gì vậy? Bây giờ ăn cái gì? Ăn cái gì? Chết rồi, Phúc à. Giống tài tử hả? Tài tử đó. Anh muốn giống anh Khanh đâu, ăn sẵn sàng cho anh. Chết rồi, Phúc ơi. Sao Phúc đi đâu mà Phúc cứ đi về hoài rồi chứ. Chứ vậy thôi chứ sao giờ, lang bang vậy đó. Trời ơi, râu kia bây giờ chắc dẫn đi hớt tóc lại nữa anh Khanh. Râu kia sao mà hớt tóc quá trời lại quá. Đi cắt tóc không? Đi cạo râu không? Bữa kia dẫn lại đây, chỗ đó cắt rồi lần lần rồi đó anh Khanh. Anh lên đây có không? Chết rồi, giờ làm sao trời? Là sao? Giờ đi về hoài rồi sao? Cái quải, cái lấy cái cây, cái quải cái bọc cho nổi. Ủa giờ ăn cái gì? Ừ. Giờ ăn cái gì? Muốn ăn gì? Ăn, ăn gì cũng được. Anh ăn đồ mặn ói vô qua đồ chai được không? Ăn chai được không? Ừ, mặn được chứ. Ăn mặn được, được sao bữa kia ăn ói? Hả? Sao bữa kia ăn ói à? Ăn mặn cái gì mới ói chứ. Ăn mặn cái gì mới ói? Bữa đó ăn phở ói nhớ không? Ờ phở. Ừ. À, phở ngon thiệt. Ăn phở bữa kia anh ói. Thật ra Phúc ăn phở coi như là trường kỳ vậy chứ mà sao bữa đó khó ăn. Đang đi mà gặp Phúc quải đồ lang thang ở trên đường, chị Dung chặn lại bắt anh Phúc kìa. Chị Dung nói, làm vô ăn gì chị Dung nói trời tội nghiệp vậy chặn lại chứ không ăn cái gì. Ăn hả? Gì, không ăn gì, dẫn lại ăn gì. Gì ta? Ở đằng kia, tiệm kia. Thì tất cả ăn gì mình ăn đó. Hai ba tụi rồi, tôi rồi, ăn tất cả ăn gì ăn đó. Ok rồi, rồi mình lại đây ăn gì đi. Kêu cho ông ăn uống cái gì cũng được. Ok. Mình uống cái gì ăn chung cho vui. Uống cái gì ăn chung cho vui, đúng rồi, cho ông ăn chung cho vui. Em đi vui đêm này cho tròn tình yêu thương. Đẹp tình yêu thương mai anh về chúng mình nói lại. Ca sĩ Tăng Xuân. Bây giờ cái câu hỏi này nó đơn giản. Đây. Thiệt là gì ạ? Đây. À, cho trả lời thanh chú Ngọc Ngạn mà. Ồ, nghe chú Ngọc Ngạn dừng chân lại. Nghiệp không? Nghe chú Ngọc Ngạn nói chuyện. Giờ thập niên 70 chứ. Bây giờ mình có về kỷ niệm ăn hủ tiếu Nam Giang kìa. Thì Giang. Nếu ăn ăn chung thì ngồi đây nè chị. Ok. Thôi mình đi chỗ khác đi, đúng rồi. Cái này chỗ kiếm này hả? Ăn một rồi. Lần ói quá à, bột ngọt em cũng ói nữa, đừng nói Phúc. Giật cái ông già anh quen thì trời quả cái cây kìa. Ừ. Nói vậy. Ông già nói em quả cái bịch. Mà lụm cái gì cũng nói vậy. Thì ba cái lật giật rồi vậy không? Ờ cái tiệm kia mở cửa cho ta, cái tiệm mua đồ ăn gì hình như bún bò Huế vậy đó hay gì đó. Chết rồi. Bây giờ bà đằng đó đâu có tiệm nào hả anh? Hôm nay bao con thuyền dọc ờ đi qua Tây Hồ đi, có ở ngoài ngồi đó, đúng rồi đó. Đi qua Tây Hồ. À là anh già, anh trả anh đi mua dòng nước xanh nó gặp anh á, chứ đâu gặp anh đâu. Anh đâu có phòng đi xuống xuống gặp anh được. Ổng đi trên đường này tối ngày à, muốn gặp ổng là đi trên đường này là gặp ổng. Ngày nào cũng trên đường này á. Bảo vậy cái tăng không vô mua cho ông bộ. Chỉ rồi nè. Gì vậy? Cái này gì vậy? Son phấn rồi gì trời ơi, đi lượm ở đâu vậy trời? Son phấn cho hàng nữa. Ờ hả? Phúc cũng có nè. Hết rồi, mở ra coi trong đây có xài được cái gì không? Coi coi còn xài được không? Nó có hai cái lỡ dở rồi mình cạo. Ôi, trời ơi. Tặng cái hàng à, tặng cái em vậy? Tặng cho Dung đem về Việt Nam kỷ niệm đi. Dung lấy đi, Dung. Đúng rồi, ở đây gặp hà, tặng hàng hoài. Tặng Dung đi. Tại vì có hai cái màu bỏ bớt. Cái này chụp mình nó Phúc làm kỷ niệm nha. À hả, của Phúc, của Phúc cô Tây tặng. Cô Phúc cô Tây tặng cho chị Dung đó, đem về Việt Nam làm kỷ niệm. Biết xài tốt lắm. Thương nhau nhiều em đừng sợ khi xưa em chẳng đi tình anh thì mất tóc lại à, cũng có cạo râu trước đi, tóc cạo râu ha, hết tóc cạo râu. Ê mà anh đi lại tiệm Việt Nam có bộ đồ nào đàn ông mua cho ông thay cho bác ông mặc vô đi trời ha. Đi lại tiệm Việt Nam đó coi có đồ đàn ông không ta, mua ông bộ bác ông bận vô đi, mặc đồ ghê luôn nè. Đâu là đồ trời ông bận kìa trời. Đẹp giờ thay ra cho ông bận cho sạch cái mặc gì sạch được cái gì quá chị dơ rồi cái áo đó vậy đó. Mà không chịu giặt cái áo đó thì kiểu cái áo lạnh bữa đâu áo lạnh mới đâu hai ngày là coi như là xong rồi lạnh dơ rồi hai ngày là dơ xong luôn rồi trời mưa này nữa
Trời ơi, bên đó hình như bán đồ đàn bà không à, sao mà cái tiệm đó đó. Ừ, coi có đồ đàn ông không, mua cho ông bộ không thấy coi con quải cái bọc con sỏ cây giống nhà Noel hay chị Dung. Noel sắp tới. Ông già Noel đi đi phát quà. Đây nè mấy người sao đi theo sau lưng già Noel nè mọi người. Không, bây giờ Phúc đừng có treo cái bao đó, cởi chiếc dài ra treo chiếc dài lên. Bao nhiêu người đi theo ông già Noel sau lưng này nha. Ê bên đây đồ đàn ông không? Đồ đàn bà không à, không có đồ đàn ông. Đi đâu qua đó vậy? Đi cắt tóc hả? Lạ quá. À bên đây khoan để coi hỏi có đồ đàn ông không nha. Mua cho ông Phúc đồ, bộ đồ đàn ông mặc cho. Hả? Cho ông mặc cho ông thay cho sạch đi. Ờ có đồ đàn ông nè. Nè nè có áo sơ mi nè. Có mặc cho đẹp lại. Được rồi, được rồi. Hả? Ở sơ mi nè. Có mà. Giờ bữa nay mới về tay đi bộ chịu nổi. Về tay mới lụm thôi. Có tay hộ bên đây nè. Ha, mua cho Phúc bộ thay nha. Đi đâu vậy? Đi. Dạ, hello cô. Ủa, biết con hả? Coi clip cô hoài cái gì. Ủa, vậy hả? Việt Nam Vĩnh Long. À, Việt Nam Vĩnh Long nè. Ông Khanh gọi ông Phúc kìa. Ông ngoài nhỏ con đó. Ông Phúc ơi, vô đây nè. Có khán giả muốn gặp Phúc kìa. Cái khỏe không? Dạ khỏe. Đó, cô cũng nhận biết nè, nói Phúc ở bên ngoài dạ. Nhỏ con trong phim. Thích ở Mỹ nhưng mà Mỹ tại vì quan. Dạ, tại vì con công việc mình. Đến đây chờ chút đi Phúc. Good. Dạ. Cái gì kìa, đồ ăn ê hề. Lên chưa Phúc hả? Bệnh tay. Dạ. Ăn. Ăn hả? Dạ. Ồ. Cô hàng ở ngoài cũng đẹp gái lắm nha. Cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Dạ ok, dạ bye cô. Mừng cháu có sức khỏe nên tiếp tục làm từ thiện nhé. Dạ, dẫn Phúc đi ăn, nó đòi mua bộ đồ khoác thay cho ông không chịu. Ai có coi clip của cháu luôn thì tới khuya luôn. Ồ vậy hả, con cảm ơn cô. Ăn gì nữa nè. Dạ cảm ơn cô. Ăn gì nữa nè. Dạ bye cô. Ủa ai vậy, trời ơi Nguyên, ủa chạy đâu qua đây vậy? Hả? Giờ đi kiếm ăn rồi, đi ăn đi, qua đây dẫn cho qua đây ăn nè. Đi. Đi theo. Đi kiếm ăn thì dẫn qua đây cho ăn nè. Ừ, ăn bên Tây Hồ đi, đi Phúc, mình đi qua Tây Hồ đi Phúc. Đó, ông già Noel đang quải đồ. Chạy mấy anh ơi. Đi chậm chậm Phúc ơi. Phúc lẹ quá mấy người sao đi không kịp kìa. Phúc đi lẹ quá à. Chậm chậm. Đó, ông già Noel đó. Giờ đang thấy quải giữa đường hàng với anh Khanh với chị Dung đi mua dầu xanh. Gặp rồi bắt lại, dẫn cho đi ăn, cho dẫn cho thay đồ. Bây giờ đi mua đồ cho thay mà không chịu kìa mọi người. Đi mua đồ cho thay mà không chịu kìa. Để cái bọc đó ngoài đi, không ai lượm đâu ha. Phúc, cái bọc đó để ngoài đi. Đấy, để cái bọc xuống đi. Để bọc sát cái góc rồi nha. Anh Nguyên để xe đạp ở đâu, khóa lại. Ở hàng đó nè. Để vô chứ không biết luôn á. Đi vô ăn, khóa xe lại. Trả ở đâu? Ờ vậy bây giờ đi ăn thì đem xe đâu trả chứ. Được hả? Ok được, đi đứng đây chờ. Anh Phúc ơi, đi vô. Hả? Đi vô ăn. Sao vậy, vô ăn cũng mất cỡ nữa nha. Đi vô ăn ha. Đi vô ăn gì đi. Ăn bánh cuốn ha. Đấy. Vô ăn đi. Ông không muốn vô hỏi trong mà ổng thì vô là ổng ngại. Không có ngại. Mình tu vô đi. Vô hả? Vậy anh ngồi đây, mua ra đây ăn hả? Cởi cái áo lạnh vậy ha. Mắc cái đèn anh thôi, anh đứng ngoài đây rồi kêu tu go gì. Anh Phúc đi vô lại đi, đi vô lại đi, cởi bớt cái áo ra, cởi bớt cái áo này để đây đi. Đi vô đi, đứng đây đừng chạy đâu à. Rồi anh Nguyên ăn gì rồi, giờ coi chừng giữ xe đi, thằng là tu go chắc. Ổng không có vô, ổng phải có ngoài thì ổng ngồi, ổng không có vô, ổng ngại lắm.
Mấy chị ngồi đây ăn vô trong. Không ngại, không vô. Không hút á, không hút á. Vậy à, tu vô chẳng thôi. Tu vô hả? Ừ. Anh này còn có tu vô luôn kìa. Ừ, anh này tu vô chẳng. Bây giờ là trước hai phần vô chẳng ha. Ừ. Đây họ đặc biệt ha. Ok. Vô bà nghe ai lấy hồ vô cho ta gì? Có hai bệnh duyên nha, hai người nha. Có chuẩn xe đạp mất thì mất công thường ta. Để cho anh ăn gấp. Đó, còn ông hút thì ngại, không có vô. Ok, kìa, chị Dung dẫn vô. Chị Dung kè tay vô. Anh kêu cởi bớt cái áo lạnh ra bỏ ngoài đi. Chị vô ngồi thì không sao đâu. Anh không ăn, em không ăn, em không ăn. Anh ngồi bên trong, anh ngồi đây, anh ngồi xe. Mất đâu, anh cũng ăn phải thấy đâu. Ai mà lấy đâu, bỏ đã. Đã cũng mấy người buổi đời đó. Vậy là em vẫn bỏ tu gô hay bỏ ra bàn ăn? À, bỏ ra bàn ha. Ăn luôn ha. Em tu gô. Chị Phúc ăn tu gô cho anh đi. Phúc ăn đây ha. Được. Ông Phúc ăn đây đi. Rồi để kêu gì cho ông ăn vậy? Anh có uống chè không? Ăn chè ba màu gì không? Ăn chè ba màu gì không? Chị ơi, làm mấy ly chè cho em chị? Có chè gì chị? Chè gì em? Chè ba màu, chè xương xa phục vụ chị. Chè ba màu. Chè lọ. Chè ba màu, màu xanh xanh lọ. Có bụng không? Có xương xa hạt lụ. Xương xa hạt lụ. Có xương xa hạt lụ. Nhưng mà nó ngon quá. Có kìa chị. Giảm nhiều đi thôi. Trời ơi, quên mấy cái điêu đó. Trời ơi, trời ơi, chết rồi. Không, để... À, xương xa hạt lụ. Trời ơi, giờ cái này... Chị Dung kè tay ôm anh Phúc là anh Phúc vô liền. Thằng kiểu đang nghĩ cả buổi Phúc chị vô. Anh Phúc nói tu gô ngại lắm, không có đi vô. Rồi anh Phúc ơi, anh bây em nấu cơm cho anh thức. Rồi, anh Quyên ăn gì anh Quyên? Dạ, chưa giờ chị. Con sợ bị não quá. Ông kêu rồi, ông tu gô. Rồi, anh Phúc có tu gô cho anh đúng không? Rồi, em rửa rồi. Rồi, giờ mình nói đơn luôn à. Rồi, anh Phúc ăn gì anh? Chè ba màu. Dạ, đá, chè ba màu. Còn hàng xương xa hạt lũ. Chị xương xa hạt lũ. Anh Quyên cũng xương xa hạt lũ. Chè ba màu. Ờ, ba màu. Chè ba màu. Gì anh? Đó, xanh bánh lọt, ba màu nó cũng có bánh lọt. Ba màu giúp em nha. Ba màu giúp em nha. Ok. Vậy rồi. Rồi, chè ba màu. Anh Khanh á là không có ăn ngọt nha. Tại vì cũng nhiều người hỏi rằng là phải bớt mua cái gì ngọt cho anh Khanh nè. Nhưng mà anh Khanh không ăn được ngọt. Anh chứ bây giờ tới đi về em đâu có gặp anh. Quen mấy giờ, chục năm nữa. Tại vì tụi em chạy xe đi đâu rồi. Quen này 30 năm ngoài. Các bạn hàng online á, các bạn chọn nước sang đây. Khi nào về Việt Nam? Cũng có ngày về mà. Khi nào về? Chắc cũng đâu đó rồi. Em đi qua đây mà anh còn gặp em á, sao về Việt Nam gặp được? Gặp chứ. À? Đứng lên đi, đi lên bờ đi. Đi lên bờ, chạy lái xe lại khi em qua đây rồi chở em gái đi mua đồ được chứ. Để em mà không ai đưa rước em, thấy em khổ không? Đâu biết chạy xe đâu. Phúc đâu biết chạy xe. Chạy cho đó vô mà đâu có chạy hả? Qua Mỹ đâu chạy xe. Nè hả? Trời đó đi bằng cái gì? Chạy lẹ quá anh ta sợ. Chạy lẹ quá anh ta sợ chứ. Ông nó dốc á, ông biết lái xe chứ. Mất kia tàu. Hồi đó chạy Mercedes, chạy là chạy xe ngon. Mất kia tàu luôn hả? Hả? Mất kia tàu. Như thẻ xanh nó bị ra nét dữ không luôn? Mình hả? Có cách bo rồi. Ông hồi đó thẻ xanh anh á. Mất hay là đâu có bị gì đâu. Có bị ai nữa không? Không bị hả? Có nhưng mà nó không có hô thẻ xanh anh hả? Rồi thẻ xanh anh đâu? Hả? Rồi thẻ xanh anh đâu? Giờ đâu xài thẻ xanh nữa. Thẻ xanh xài gì? Bắt con. Bắt con đâu được. Bắt con đâu có về Việt Nam được. Được chứ. Nên chữ em nào trẻ trời ơi, kìa anh Phúc, kìa. Đi ào vậy. Ngày nào cũng đi vậy hả? Ngày nào cũng vậy. Bây giờ nhờ ta chụp hình cho mình tắm. Ủa, từ đây giờ tắm sân gạch không? Cũng gần chứ đâu xa đâu. Đi bộ ra. Dạ. Chợ, ngày nào Phúc đi bộ không? Anh đi vòng vòng đây phải không? Đi cũng làm vòng. Giờ nào Phúc em muốn kiếm anh là em cũng đi bộ vòng vòng đây luôn. Đây ra tới dân gia đình về. Hả? Từ đây ra tới gần chỗ dân gia đình này về. Ok. Dẫn đây à. Vậy là muốn em kiếm anh là đi tới đi luôn con đường này sẽ gặp anh phải không? Con đường xưa anh đi đúng không? Con đường xưa anh đi.
Lên bờ đi, đi cố gắng đi. Đi lên bờ, ở nhà ở dưới đó gì ngoài sẽ chịu. Bờ, trên bờ dưới bờ cũng giống nhau thôi. Sao giống nhau được? Rồi, của ăn xong rồi nè, cái cô. Của anh Nguyên á. Anh Nguyên là cơm. Ờ, ủa anh Phúc nãy. Anh Phúc cũng là tên đặc biệt cô. Nhưng mà ăn ở đây mà. Anh muốn ăn đây thì em bỏ ra dĩa, ăn đi. Cái gì? Ăn đây nè. Cái này cái gì vậy? Tên đặc biệt. Ờ, bánh cơm cố, không? Ông hôm nay cơm, anh muốn ăn cơm hả? Cơm. Ủa, cơm, cơm nãy kêu cơm, cơm mà. Đấy, cơm bánh thường bị cơm lại cho ông. Cơm ăn đây hay về em? À, ăn đây em. Sao kỳ vậy, nãy à. Chắc là nãy, hồi nãy tưởng lúc ở ngoài em chưa vô á. Phải không? Nãy kêu cơm mà phải không? Kêu cơm biết chị biết em không biết chị à, 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 em không biết chị. Dạ cơm qua đó. Dạ anh ấy. Ai vậy? Quen hả? Vậy hả? Biết anh Nguyên á hả? Biết hồi trước á hả? Biết lâu rồi. Ờ. Để anh chị bảo mà anh xong rồi. Rồi, anh ngồi chờ chút đi, chờ anh. Ở kế bên nhà 20 cái lồng có quán đây hồ. Vậy đó hả chị? Ở Nguyễn Long hả? Xe ông già đó đi đi Nguyễn Long hoài hả? Ủa vậy là anh cô đứng xuống cho chị Ly hả? Chú đó Ly với cô đó Ly. Còn cô hàng này là cái màu đỏ khác anh. Hồi bữa chỗ không ở gần ông Chính Lùng đó. Bữa đó mình có ghé ngồi đó. Qua này hả? Qua nhớ không? Bữa có ghé đó. Là bị đụng xe mấy lần nữa hả? Ừ. Trời ơi, đi đâu mà đụng xe hoài vậy? Đi trên này nè mà... Đang hóng chị làm cái của ông thằng với Cà Thi á. Đang hóng chị đó. Đang hóng làm nữa hả? Vậy hả? Tại trời. Hai người đó, bữa chị khóc trên xe đó, em nói đang hóng tập trung. Hai người đó bê bối quá, anh không có làm. Và anh Khanh mình tập trung ở đây chụp chung tấm hình cái đi. Nhờ nhờ em gái chụp giùm cái. Rồi anh Khanh qua đứng sau, anh Nguyên qua đây luôn. Được cái cặp đó đó. Vậy hả? Tìm được cặp đó chưa? Ê, hay là mình đứng, mình qua đó ngồi đi chụp cái gì nè. Em qua đây em chụp gì thì chắc tối hơn đúng không? Nhìn ra đây tối hơn đúng không? Mà chụp vô đó thì thằng thấy sáng hơn kìa. Đúng rồi, đúng rồi. À đúng rồi. Rồi vậy chị Dung ngồi bên đó đi. Nè cầm giùm chị đi em. Dạ, dạ. Tại vì hồi nãy thằng với anh Khanh với chị Dung là ăn điểm sắm rồi. Cho nên hồi nãy đi mua dầu xanh mới gặp anh Phúc đi lẻ lẻ quải cái vỏ giống như là ông già Noel vậy đó. Rồi cái mới nói chị Dung nó đi lấy cho anh Phúc ăn. Để đẹp quá. Bây giờ anh Phúc mà xin xa cậu đậu xanh đó hả? Xin xa cậu gì? Ok em. Anh Phúc mà lên bờ nè, đẹp trai đầu này kia nè, đi với tụi em đẹp trai lắm anh nè. Anh lên bờ đi, 3 năm nữa em qua em cưới anh. Đó thấy chưa? Ui là trời, ổng mà lên bờ tăng trang bóng vợn đẹp. Chị Dung cưới là đại gia Vĩnh Long cưới rồi. Thôi đã luôn ha. Đại gia Vĩnh Long cưới đó. Hay là chê em mập quá. Hay là chê chị Dung mập quá kìa. Có không? Đại gia Vĩnh Long đó ha, lên bờ ha, muốn phòng cho lên bờ ở đi ca nghiện rồi đại gia cưới, không cần 3 năm đâu, chỉ qua đây chỉ có thể sanh đây chứ tại chỉ làm ăn ở bển á, chỉ qua tới lui á, thiệt muốn phòng cho anh ở, chỉ qua tới lui á, chịu không? Đàn ông mà đến là muốn phòng. Cái bước đầu anh bây giờ là trong cái tình trạng phải đứng lên thì người ta muốn phòng cho anh ở không sao, sau đó mình đi làm không có cái gì ngại hết trơn á, chịu đi, miễn quan trọng là anh chịu đi. Anh thấy bao nhiêu người thương anh, không có ai xa lánh mình hết á, ai cũng thương hết á.
Thiệt, ăn chè đi, kìa ăn chè đi. Đi, lấy ly chè lên ăn đi, thấy không? Đại gia Vĩnh Long là quậy chè sẵn luôn cho rồi kìa. Bây giờ đi không? Ủa, cơm tắm của chú Phúc ở đây. Nói giấy tờ cho anh đi. À. Đi nha. Trời ơi, đi Việt Nam cũng đi nữa, tôi đi là đi luôn á. Trước tiên là phải đi cái gì trước? Đi kỳ hát. Đi kỳ hát trước. Rồi đại gia Vĩnh Long cưới. Hàng Cali đoả đó. Ờ, hàng Cali đoả. Hỏi ai đó là hàng Cali đó. Ồ, vậy hả? Hello, cô. Đó thấy không, đại gia Vĩnh Long quậy chè sẵn cho nè. Rồi đại gia Vĩnh Long rồi cưới nữa. Rồi tôi hỏi giờ muốn gì nữa giờ. Đó, giờ cắt thịt cho ăn luôn bây giờ đó. Đó là chừng nào hàng xuống suối là phải gọi Zalo qua để cho em gặp anh. Ờ, đó thấy không. Anh về Việt Nam. Thiệt. Chỉ cứ cười thôi, ngồi cứ cười ăn đi không. Cười gì, có tình yêu mới cười phải không? Có tình yêu mới đó, cười đó. Đây, đại gia Vĩnh Long kêu Phúc đi cai nghiện rồi cưới nè. Đó, trời, điều này đâu có gì xấu đâu. Sao không ăn? Không ăn hả? Tu go rồi. Chết rồi, vậy là tu go rồi. Chỉ có ăn chè có không. Có lẽ là nghe cái mùi sập. Đúng rồi, ổng không có ăn được. Ổng cứ chê tanh chị Dung. Thôi vậy đưa bưng lại kêu tu go đi. Kêu bỏ cho chị Dung, bưng lên lại đi cho ổng ăn chè thôi. Vậy anh canh bưng ha. Cái chó ăn chè. Thôi vậy ăn chè đi, chè ngọt đó. Vậy uống chén súp ha. À, không. Ông cô Tây là ăn vô ói không à, chết rồi. Ăn chè. À, không bây giờ tu go về ông cũng ăn đâu. Ông bây giờ giống như tu rồi. Ăn chay thôi nghe, mùi thịt là muốn ói kìa. Trời đất ơi. Tối ngày chỉ ăn ba cái đậu phộng với thịt bơ đờ thôi đó, không ăn gì hết trơn. Thôi giờ ăn chè đi, chè là ngon đó, chè là giống như đồ ăn chay nè. Ngon, ăn chè đi. Ngon hơn mấy chỗ kia. Ủa anh Khanh không uống gì thêm hả, uống nước lạnh thôi hả? Gì nghe? Mình uống có chú á, mua gà. Hả? Gà. Gà sao? Gì cơ bản thôi. Gà, cho gà nấu, ok, mời món hàng có xuống này cho. Như nấu củi là nó nói rồi nó đuổi á. Ừ, nấu củi cháy với cháy gừng á. Mình nói mấy người kia kia. Thôi vậy ăn miếng chè cho chị Dung vui đi. Chị Dung quậy chè sẵn rồi. Sao cười hoài vậy? Chị giờ biết sao giờ lẽ không? Biết sao giờ lẽ không? Nghe em cưới rồi. Không phải cảm động đó. Nghe đại gia Vĩnh Long mà kêu làm lại cuộc đời đi, em quả cưới anh là tôi nói cảm động đó. Không có gì chứ có tình người đó. Đây. Sao? Bây giờ nghe lời hát đi đi. Đi về em rước đi lên bờ hả? Uy tín đàng hoàng có hàng với anh Khanh làm chứng. Hồi nãy em nói về tụi em mướn phòng cho anh ở. Ông nói đàn ông vậy để cho đàn bà mướn phòng á, tự chồng đó. Cái nói thì bước đầu người ta giúp mình, nhưng sau đó mình đi làm, mình kiếm anh tiền, mình đi, tự anh mướn. Anh mà đi 3 tháng về thiếu gì người nhận anh. Tại vì đó, cộng đồng mạng ai cũng thương anh. Ờ, ai cũng thương, ổng nhiều lắm á. À, cái bữa mà em nói, cái bữa mà chị nói là chủ nhật chị thấy học tin xuống suối đó. À. Và mấy khách hàng của chị đã nói xuống nhớ chụp hình anh cô Tây, nhớ anh quay anh cô Tây lên. Ồ, cái gì? Không phải ở đây. Yeah, ai cũng thương cô Tây lắm. Thiệt. Nhưng mà tại vì anh không đứng lên thôi. Sao cô Tây bữa nay hiền dữ vậy nè trời. Mà lại thấy khóc rồi kìa. Thấy quả cái bọc như vậy nói em đi. Thấy nói tôi tội nghiệp. Mà đang chạy xa mà thấy đi trên đường. Mà xỏ hai cái cây quả cái bọc nói tội nghiệp dữ vậy trời. Nãy chị nói em già anh không vô ăn. Em cũng ăn vậy hả? Vậy hả? Ồ, em đang nghĩ cái buổi không vô. Chị ra đang nghỉ vô. Nhà đó chai tí ít nhiều thôi. Trời ơi, ổng là tút lên đẹp trai lắm. Đẹp trai lắm. Anh giữa. Mấy người này tút lên người giống tài tử không à? Cho giờ sao? Sao cười hoài mấy trả lời với em hứa với em sao chứ? Trời ơi trời. Cái cảm ơn. Trời ơi.
Đây, vô này không đi. Vô mấy đó hả? Đâu có mình phải gọi, mà quan trọng ổng phải chịu gọi điện thoại chứ không gọi mà họ đây không có xin được, giống như Việt Nam. Cái người phải tự nguyện đi, người đó phải gọi điện thoại. Mấy cây mà giờ dột quá trời tối. Sao? Làm mà chạy làm là con thượng kêu mới nói làm lẹ lẹ nè. Lấy tiền rồi. Đâu có thì người ta có làm vậy thôi. Còn trời mưa là dĩ nhiên nó dột mà mình phủ lên thêm đâu có sao. Mình là kiếm mấy miếng tấm tre đó. Để kiếm phủ lên. Phủ lên. Làm ăn gì chết rồi. Có giấy không? Cái sàn nó đổ mưa lên. Không có giấy. Mấy giờ giấy. Ủa khóc hả? Phải không? Hai buồn ngủ. Có giấy không vậy ta? Mình xin miếng giấy. Ổng nó không có nước mắt. Bây giờ đang suy nghĩ gì? Trên mạng. Có mua trên mạng. Sao không hiểu? Cái bốc là hàng xuống thăm anh là nhớ nó hàng lại gọi cho anh đó. Cái bốc là hàng xuống thăm anh nhớ nó hàng lại gọi anh nói chuyện với Mỹ Dung nha. Nhớ không? Nhớ tên em không? Tên em tên gì nói rồi. Tên em tên gì? Tên em tên gì nhớ không? Mỹ Dung nhớ. Bốn mà hàng có xuống thăm anh, nhớ nó là gọi cho anh nói chuyện với Mỹ Dung nha. Ôm mà bé nó quên không? Con mua đâu chị chú mua nè. Mua trên mạng mà bạn cũng. Anh Phúc mà đứng lên cộng đồng mạng. Dạ. Và anh Phúc là người nổi tiếng còn hơn là thân tài tử. Tài tử hả? Nói tiếng lụng rác. Không biết nói thôi trời. Trời ơi, cái này là đang tỉnh táo đó gì. Bấy lâu cẩn qua học cho mình khùng thôi. Dù khi cái phone nó cũng vậy đó. Ông nói tại người ta nói cho ông khùng thôi cho ông không. Bây giờ em cũng muốn mua cái phone cho anh nè. Em nhiều khi em muốn gọi từ Việt Nam qua thăm anh. Muốn anh 2 ngày anh dục có tiêu hàng của anh biết như đó. 2 ngày là bắt. Thôi được rồi, để khi nào hàng xuống thăm anh thì hàng sẽ gọi cho em nói chuyện nha. Nhưng mà phải đi lên bờ chứ đi xuống suối vậy. Cái thân em mà ục bịch để có ục bích đi xuống dưới mà chạy trời mưa mới chết. Chả thấy một cái ạch một cái không biết sao ai kêu lên rồi. Nên phải đi lên bờ để cho chị Dung ghé thăm rồi nó tiện biết không? Ha. Trời ơi, đại gia Vĩnh Long mà giờ năn nỉ đòi cưới mà không chịu là sao trời. Là phái người mẫu diễn viên điện ảnh tên là hot girl. Đó. Đó. Hot girl phải không? Ăn chè anh Phúc. Ăn chè đi, em quậy ra đó. Dạ, quậy đó. Dạ. Sao em cười hoài vậy? Qua bữa nãy anh tặng mày em bài gì em nhớ không? Thưa một người dân. Thưa một người dân đó. Ngày bữa nay tặng cái gì? Nay tặng chị Dung bài gì? Thưa một người dân nữa đây. Thưa một người dân nữa. Đúng rồi. Anh em thưa một người dân. Bây giờ đây là chị Mỹ Dung cũng là người dân đó. Nhưng mà thấy bao nhiêu người dân thấy anh Phúc đều yêu mến. Cái gì gọi là anh em, cái gì là người dân? Anh em là cùng chung một mẹ, cùng chung dòng máu đó. Mẹ hả? Thế giới này có mẹ chưa? Còn người dân á thì không có cùng chung một mẹ. Vậy hả? Vậy là em với anh có duyên lắm. Em nghĩ từ khi mà em ở đây em về đi Việt Nam em đâu có gặp anh được. Đâu, em đâu có xuống suối được gặp anh. Nay thứ mấy nhỉ? Bên nay thứ năm. Bây giờ anh muốn đi, anh muốn đi làm tiệc tiễn em đi không? Chủ nhật hàng xuống ghé ngang hàng nước anh. Em sợ. Đi không? Trước khi xuống nước ổng là phải đem bộ quần áo mà ổng phải nhớ ổng ở nhà mới được. Anh đi không? Chủ nhật anh ở nhà hàng xuống nước anh nha. Đi ăn sáng với em, uống cà phê với em. Tiễn em lên đường về Việt Nam. Đem quần áo cho ông thay. Rồi đem lấy giấy ướt cho chùi. Dạ, thứ tên. Đi đâu hả? Dạ. Đi không? Đi hàng xuống nước. À, em xuống nước. Thưa ơi, chị ở ngay Vĩnh Long không? Ra chợ không? Xe đó, xe ông già đậu. Chị sao em qua em cũng xuống thăm anh. Em xuống em qua đây em quá vòng vòng lên.
Trời ngồi hiền khô à. Ăn bên bốn. Trà cũng không ăn luôn. Đang suy nghĩ gì đó nghe. Không có suy nghĩ gì. Không có suy nghĩ gì, đang ngồi suy nghĩ gì. Chị cười mới biết vậy. Vậy tặng chị Dung bài nữa đi. Một bài hát nữa đi. Bài gì? Hát là nhưng mà em chỉ thích anh không hát thôi. À. Đó, cổ hơi hán rồi nữa. Uống miếng trà đi, ăn miếng trà đi. Trà bánh lọt kìa. Trà ba màu đó. Chắc buồn ngủ rồi. Bên đó gặp Mỹ Dung vui vẻ mắc cỡ. Nghe Mỹ Dung đòi cưới là mắc cỡ. Chắc nghe Mỹ Dung cưới đó mắc cỡ rồi đó. Khóc. Khóc à. Phải không không? Sao Mỹ Dung cưới thiệt hả? Sao? Sao Mỹ Dung cưới thiệt? Trời ơi. Giả gì nữa. Hát lên cái mắc cỡ vậy trời, thua một người dân đi. Thua một người dân, anh em có nghĩa có tình gì đó. Sao anh Phúc cái bài đó mở đầu sao vậy? Hello guys. Hello. Let me see. Let me. Xin nghỉ gì? Hả? Gì vậy hả? Cái gì vậy? Ăn chè đi. Ăn chè đi vậy. Thì ăn miếng chè trước đi. Ăn miếng ăn ly chè đi. Ăn miếng chè đi Phúc. Thì chè ăn đi, chè tu go cơm mày nè. Không muốn gì muốn ăn hết trời. Dạ hả? Không muốn ăn hả? Không hiểu gì. Nó... Không ăn cái mệt mỏi lắm á. Anh Phúc bây giờ phải có chỗ trên bờ cho anh Phúc ngủ và cho khỏe lại. Hôm nay thì ốm quá mẹ. Dạ ốm á. Hết đô rồi. Mà siêu đô lắm nha vô. Siêu đô lắm. Vì bản thân mình mình nói chung ít dùng, ta dùng nhiều. Như lớn tuổi rồi không có sức khỏe mà. Bà đi, để đi đâu vậy? Đi rest room ha. Đi rest room đi, cửa tay đi. Ok anh Nguyên, bye bye. Sao không ngồi trong đây hát đi đâu hả? Đi đâu hả? Đi ra hút thuốc. Coi như là bọn mình đã tận sức á chị Dung. Tới hồi gặp gút vô đây cho ông ăn. Kêu xong chị Dung quậy sẵn ly chè đi luôn. Rồi ngồi cái rồi đứng dậy đi luôn à. Ngồi 5 đồng 7 đổi đứng dậy đi luôn. Bỏ tay. Rồi giờ ly chè bỏ đây luôn quậy chứ ha. Chị Dung quậy chứ ông cũng không có nắm lên loại luôn cái ly chè luôn. Bỏ tay giờ đi đâu rồi đi theo ông Nguyên hay gì? Ông Nguyên đi hướng này. À, mỗi ông đi hướng khác nhau. Giờ ly chè này hồi mình xách ra đi mình gặp ông hôm lát nào thì mình đưa cho đi với cái bịch cơm nè. Cơm tắm nè. Quá trời. Ôi với nãy thêm có một bịch bánh cuốn nữa. Ai đó? Mà hắn đi bỏ. Bánh cuốn đang hỏi chuyện về chưa anh? Bây giờ hắn đi luôn vậy á. Quên rồi đó, hắn đi luôn à. Không nhớ gì hết á. Hắn vui vui buồn buồn, tâm trạng thất thường. Chúng tôi đã tận sức. Hả chị? Cái này chúng ta đã tận sức. Đây. Rồi giờ mấy đồ ăn này mình xách luôn. Mày đưa vỏ quả cho anh Khanh. Rồi đồ ăn đó thì xách chứ làm sao vậy? Anh Khanh xách đồ ăn hả? Bên chạc bỏ vô vỏ luôn anh quả luôn đi. Ủa chị Dung trả tiền nữa hả? Sao chị Dung trả tiền không? Chị Dung không cho em trả. Ờ cho anh Khanh xách về chịu anh Khanh ăn quên. Rồi cơm tắm mình đem đồ ăn để xe trước đi. Ngồi cho anh Khanh về ăn. Con ly chè em bưng ra hồi mình cho ai đó. Bưng ra gặp ai cho. Dạ. Cái này. Rồi coi như là bây giờ đã tận sức với anh Phúc. Bây giờ bye bye bó tay. Bác sĩ bó tay. Ok bye bye. Phúc cua tay đi mất tiêu rồi em. Ok bye em nha. Ok bye bye. Bye em. Rồi tối nay coi tập mới nha. Bánh cuốn Tây Hồ. Bánh cuốn Tây Hồ nha. Ok. Rồi dục bột đổ đây rồi đi rồi đó. Này bác sĩ đã tận sức bó tay.
Ừ. 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 Lượm gác mà coi là vàng đó chị Dung. Ngọc. Như lượm bột gác tới đây dùng. Lượm bột gác thì quải giống như già Noel đi vậy. Giờ đi mất tiêu rồi. Hồi nãy không cho mấy đồng cho ông đi mua gói thuốc ông hút ha. Quên ha. Cho ông đi mua gói thuốc. Cho ông mua gói thuốc ông hút. Ông biết mình không có cho tiền ông đâu, cho nên ông đi á. Nhưng hồi nãy tại không có thuốc hút, ông cho ông gói thuốc ông hút còn nghiệp. Cái kiểu em bữa ông hút tặng ông lượm ông tặng ông lấy ra thì cho ông buồn lấy ra thì cho ông vui mà bỏ ông quên trong tiệm rồi kéo đưa lại. Coi như order đồ ăn cho ông cũng ăn luôn. Rồi bây giờ tôi go với khách ra bỏ tài coi như là chúng ta đã tận sức. Đã tận sức rồi thiệt á. Giờ không biết sao với Phúc mọi người ơi. Bó tay á. Không cách nào đâu, khó lắm. Cái não không bị hư rồi, khó lắm. Còn như anh Khanh rồi thì ok, anh Khanh còn vẫn còn biết tự trọng, vẫn còn biết phân biệt. Còn như anh Phúc là xong rồi. Không có. Cho nên Hằng không có hy vọng anh Phúc nữa. Mà bây giờ anh Khanh á, thì cái hy vọng của Hằng rất là lớn. Anh Khanh đứng dậy hôm qua hỏi giờ ông đứng hay không, bữa kia nhớ không, mình hỏi đứng hay không, ông đứng tôi lấy cục tạ tôi quánh cho chết luôn rồi đứng. Không, rồi bây giờ tỉnh táo rồi mình đi lên đường này mình đi. Mình đem cơm mình bỏ vô giò vô xe trước đi lên đây đi, con coi mấy chiều về cho anh Thanh ăn ha. Nha, khẩu công mua đi về cho anh Thanh ăn. Giờ đi mua dầu rồi dầu xanh gì hả? Cái gì đâu mới mua dầu xanh. Trời ơi, hôm nay ông chở đi không phải. Khu này nè mà ông chở chị ghép bên khu kia. Đó mới điểm tắm xong mà qua gặp Phúc tưởng đâu dẫn cho ông ăn, đâu có ăn. Ông ăn có phượt vô mỗi người đi chè luôn. Tới ngày đi về chè không về đây là sao mập trời. Ông Thanh quả vỏ là ăn được. Ông Thanh quả vỏ là cái vỏ này chỉ mà Thanh canh phải thôi. Không mà ai đi với Hằng cũng quả vỏ chứ. Tại khi Hằng cầm máy quay cầm tùm lum hết trơn á. Mấy người kia cũng vậy, cũng quả vỏ toàn tét. Rồi sao không ai đi ăn, người đó quả vỏ à. Mình bỏ mấy này vô xe. Mình tên Vũ nè, chị Dung thấy Vũ thì Dung cho chè kìa. Anh Vũ là cái anh Vũ, mẹ đứng trong tên ngoài đó. Có cho đồ ăn đó nhớ không Vũ. Anh Vũ kìa mấy ba mít. Anh Vũ ơi thay đồ không à. Thay đồ đi Vũ, bộ đồ 1 năm rồi đó. Không cần hả. Bây giờ luôn hả. Để cho nó đông lạnh luôn. Đẹp trai lắm.
ông vẫn có đồ ông năm mấy rồi, ông vẫn có đồ một năm mấy, ông có thai, có thai ông cũng thai, có nào cũng thai hết trơn á. Đó thì bởi mới nói ổng nó được rồi, ổng có thai, ổng để gì đó. Có tay rồi. Dầu xanh xuống cho chị Dung gửi về Việt Nam. Ủa em tắt xe chưa vậy ta? Chưa hả? Trời ơi, tôi chưa tắt xe. Ok. Để em để lên cho. Ủa vậy là sao mày hả? Giờ đi vô chợ chứ. Chứ không mở không bỏ đũa vô. Bữa hổm á quay cái lưng này nè, cái lưng cho một tấm thớt vậy đó. Bữa nay còn là cái tấm dán. Tấm xương khô. Không, tuần lễ nha. Rồi đóng cửa lại. Bữa nay là còn tấm dán không phải tấm thớt. Tấm dán mỏng. Rồi giờ vô chợ mua cái gì cho ổng đây? Mua cái gì cho ổng đây? Ồ, thanh long ngon quá. Tẩy xe nhỏ nhỏ thôi. Ủa, cái khẩu trang em rồi. Em ra xe em lấy khẩu trang.